Mai Ngô bị Lan Khuê vạch trần mối quan hệ thật tại The New Mentor có như khán giả nghĩ. Có thể nói trong dàn The New Mentor, Mai Ngô đang là thí sinh thu hút nhiều sự chú ý và được đánh giá có khả năng giành chức quán quân. Tuy trước đó từng được Lan Khuê nâng đỡ, nhưng khi thi thố tại The New Mentor, Mai Ngô về với đội Thanh Hằng chứ không phải Lan Khuê. Mới đây, Lan Khuê có bài đăng nhắc thẳng tên Mai Ngô, đồng thời hé lộ mối quan hệ thân thiết với đàn em trước khi The New Mentor bước vào đêm chung kết. Theo Lan Khuê, thì Mai Ngô và Lê Thu Trang, học trò Lan Khuê, đã giúp cô rất nhiều trong việc chuẩn bị cho chung kết trao giải Miss Universe. Lan Khuê bày tỏ, tôi có một cô giáo và một rapper, mọi người phải chứng kiến cách hai đứa nó làm việc. Tụi nó quá giỏi, ở xung quanh mấy đứa giỏi cái, mình được làm biếng dễ sợ. Một mình Lê Thu Trang mấy ngày nay cùng dancer Tô Lâm, chỉ đạo tuyến đi, đội hình đội ngũ, giáp sân khấu, nó cân hết đó mọi người. Mai Ngô chạy sâu nhưng rảnh là chạy qua hỗ trợ Trang đến bình minh mới về. Mai và Trang vô cùng nâng đỡ nhau và phối hợp rất nhịp nhàng. Bật mí tối nay, bà Mai sẽ xuất hiện rất ấn tượng nha. Xin được phép flex mạnh sự tự hào này, hôm qua chụp được khoảnh khắc này của hai đứa nó mà tự nhiên thấy muốn khóc thực sự. Dù là đối thủ ở The New Mentor, nhưng qua chia sẻ của Lan Khuê, có thể thấy là Mai Ngô giữ mối quan hệ thân thiết với nữ siêu mẫu lẫn thí sinh Lê Thu Trang. The New Mentor là chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm và đào tạo ra một thế hệ người mẫu với những tố chất mới, phù hợp với nhu cầu và xu hướng mới của thị trường. Thông qua chương trình, các thí sinh sẽ có một vị trí mới trong sự nghiệp của mình và trở thành một thế hệ mentor mới như một sự công nhận cho những nỗ lực khi vượt qua tất cả các thử thách và giành chiến thắng tại The New Mentor. Chương trình năm nay do Dực Sĩ Tiến làm host, Thanh Hằng, Hà Hồ, Lan Khuê, Hương Giang sẽ đảm nhận vai trò huấn luyện viên. Trở lại với Mai Ngô, đầu tháng 10 năm 2022, Mai Ngô trở thành Á hậu 4 Miss Grand Việt Nam, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, việc đạt được danh hiệu giúp người đẹp sinh năm 1995 có nhiều bước ngoặt đáng nhớ trong công việc lẫn cuộc sống. Thời gian qua, cô đã show sự kiện, đóng quảng cáo và gặp gỡ truyền thông. Bên cạnh sự nghiệp ngày càng thăng hoa, Mai Ngô cũng đang hạnh phúc trong tình yêu. Mỹ nhân này xác nhận hiện đã có bạn trai nhưng muốn giữ kín về danh tính nửa kia. Mai Ngô cho biết, bạn trai là người luôn đứng sau ủng hộ mình trong các hoạt động nghệ thuật. Đặc biệt, thời điểm dự thi, cô nhận được sự hỗ trợ rất nhiều từ người tình. Người đẹp sinh năm 1995 tự nhận mình là người đỏng đảnh và khó chiều khi yêu. Tuy nhiên, bạn trai lại là người tâm lý và luôn nhún nhường cô trong mọi chuyện. Có bạn trai bên cạnh, tôi cảm thấy được san sẻ và yêu đời hơn. Tôi không phải cố gồng lên chịu đựng mọi thứ hay thấy cô đơn nữa. Bạn trai biết cách vỗ về và cho tôi những lời khuyên trong công việc lẫn cuộc sống. Tôi cũng ít suy nghĩ tới những góc cạnh tiêu cực nữa. Mai Ngô bộc bạch, cả hai thấy thoải mái trong mối quan hệ yêu đương, song chưa tính đến chuyện kết hôn. Mai Ngô định hướng tiếp tục theo đuổi sự nghiệp ca hát, bên cạnh trau dồi thêm mảng điện ảnh, người đẹp có kế hoạch sang Mỹ học về diễn xuất trong 2 tháng. Cô khẳng định hoàn thành trách nhiệm của một Á hậu Miss Grand Việt Nam 2022, nhưng cũng không từ bỏ đam mê rap, vũ đạo và công việc catwalk, chụp mẫu ảnh. Mai Ngô sinh năm 1995, có năng khiếu múa và theo học trung cấp múa Thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm này, cô cũng gia nhập làng giải trí khi xuất hiện trên các chương trình, game show và đạt các thành tích top 30 thử thách cùng bước nhảy 2013, top 18 Việt Nam Next Top Model 2013, Á quân gương mặt thương hiệu 2016. Thành công ở cuộc thi mở ra cơ hội cho Mai Ngô với nhiều hợp đồng quảng cáo, lời mời đóng phim. Đầu năm 2022, cô ra MV rap Call Me Later, đánh dấu bước chuyển hướng với vai trò rapper.